Vâng, Điện Mặt Trời Shop Sala xin chào tất cả anh em yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác chiếc máy bơm chìm 24V. Thì đối với anh em mà thích sử dụng hệ 12V thì chiếc máy bơm này nó vẫn đáp ứng được. Nhưng nó sẽ bơm với cái công suất là thấp hơn. Đấy, như nếu anh em sử dụng hệ 24V thì nó đúng tiêu chuẩn của nó thì nó bơm sẽ mạnh hơn. Với những bác nào mà ở những nơi không có điện lưới hoặc các bác tạo oxy cho cá, đấy, thì các bác chơi cái này rất là hay. Đấy. Đây là cái ống cút nhá, ống cút ra. Đây là quận dây điện. Quận dây điện này em chưa đo, nhưng mà theo cái cảm giác của em thì quận này nó phải rơi vào tầm 10 đến 12 mét. Đấy, cầm rất nhiều luôn. Đấy, dây của nó rất to, đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi các bác ngâm xuống nước thì vô tư, không bị cháy chập. Đấy. Còn bên trong này là cái gioăn cao su này. Tiếp theo là cái tờ hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì anh em cũng không quan tâm nhiều, bởi vì là anh em cứ đấu đúng âm dương của tấm pin mặt trời vào đây là anh em có thể chạy được rồi. Hoặc là đấu đúng âm dương của bình ắc quy vào là anh em chạy thoải mái. Đấy. Thì tí nữa em sẽ quay về cái thông số kỹ thuật của nó, anh em sẽ xem là cái sức mạnh của nó đến đâu nhá. Ở đây thì cái ống cút là cái ống 25, thì anh em có thể chơi ống 27 vào. Đấy, về anh em lắp thêm cái gioăng này vào nhá. Em quay lên đây em không lắp được đâu. Anh em về anh em tự lắp. Đấy. Thì trông cái máy nó cũng tương đối là nhỏ gọn, nhưng mà không biết sức mạnh của nó như thế nào. Đấy, nhưng mà riêng em bán cái dòng này lần trước nhập về rồi, các bác đặt hàng quá nhiều luôn, không có hàng để nhập, không có hàng để bán luôn anh em ạ, không có hàng để bán. Và lưu ý với anh em nhé, có cái lỗ ở dưới này. Đấy, anh em phải để nước ở phía trên, trên những cái lỗ này nhá, phải để ngập, anh em không được để nó hở ra là nó không lên được. Nó làm cho anh em hai cái tai này để cho anh em là buộc thả xuống giếng, hoặc là anh em làm tạo oxy cá thì anh em để nó trôi nổi ở trên mặt nước. Anh em làm cái phao cứ để nó trôi nổi trên mặt nước là nó chạy. Đấy. Anh em nào mà tưới ở trên đồng hoặc là tưới vườn nương rẫy dùng rất hay luôn. Đặc biệt anh em chơi tạo oxy cá thì đỡ tốn tiền điện lưới. Dùng rất là hay, chỉ cần một tấm pin mặt trời 345W hoặc hai tấm 200 là anh em chơi con này tẹt ga luôn nha, tẹt ga luôn đấy, em khẳng định này. Anh em nhìn này, điện áp vào là 24V và cái công suất của nó là 250W. Với cái đầu ra là ống 25. Đấy. Công suất của nó là đạt ở 8A. 8A nhỉ. Đấy, ở cao phía đấy. Đây. Anh em có thể quan sát này. Con này nó hút sâu lên tới là 50m. Ai già. Khủng bố luôn đấy anh em. 50m cơ mà. Đấy, 50m. Và cái lưu lượng của nó cho ra là 1,5 m³ trên 1 giờ. Đấy, 1,5 m³ thì nó cũng không phải là lớn. Nhưng mà nói chung là nếu mà 1,5 m³ thì anh em bơm và sử dụng thoải mái rồi. Đấy. Anh em có thể quan sát ở phía vỏ ngoài nó là cái inox này. Ở phía dưới đít đây, quay dưới đít luôn cho anh em xem, có hai con ốc và cái ốc để nó giữ cái hệ thống trục xoắn ở bên trong anh em nhé. Đấy. Thì cầm rất là chắc chắn, nhỏ gọn nhưng mà lại có võ anh em. Bơm khá là mạnh. Đấy anh em nhìn này, cái dây màu đỏ là cực dương nhé. Cái dây màu đỏ này chính là cực dương, còn dây màu đen là cực âm. Anh em đấu đúng âm dương vào tấm pin mặt trời 300W trở lên là nó chạy. Đấy, cái cả anh em dùng một tấm to cũng được. Nhưng mà anh em dùng từ 400W trở lại thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, con này sử dụng hệ 24V nhưng mà anh em cho hệ 12V, anh em lấy bình ắc quy chạy nó vẫn chạy bình thường. Đấy, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cho ra cái chạy nó yếu hơn thôi. Còn 24V thì nó quá mạnh rồi. Đấy, em đã để cái số điện thoại trên màn hình nhá. Các bác cần tư vấn gì thì các bác cứ alo cho em.
hoặc là nhắn tin. Các bác không điện được là phải nhắn tin. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.